Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Tiên tri Ê-sai chương 1. Về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia là các vua nước Giu-đa, thì Ê-sai, con trai A-mốt, có sự hiện thấy về nước Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem. Hỡi các tầng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai, vì Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ, song Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi, nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia. Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lờn đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lui đi. Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch, để lại bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu, chẳng có chỗ nào lành. Rặt những vết thương, vết sưng cùng lằn mới, chưa rịt, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm. Xứ các ngươi là nơi hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy. Dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, hoang vu như bị dân ngoại phá tán. Con cái Si-ôn bị bỏ lại, như lều vườn nho, như chòi ruộng dưa, như thành bị vây. Ví bạn Đức Giê-hô-va vạn quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sô-đôm và như thành Gô-mô-rơ vậy. Hỡi các quan trưởng Sô-đôm, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; hỡi dân Gô-mô-rơ, hãy để tai vào luật pháp của Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán: Muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát, cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay, thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta. Đừng làm dữ nữa, hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình. Hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẻ của người quá bủa. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán. Ôi, thành trung nghĩa đã hóa ra kỵ nữ, nó vốn đầy sự chánh trực và sự công bình ở trong nó, mà bây giờ đầy những kẻ giết người. Bạc ngươi biến thành cặn, rượu ngươi pha lộn nước. Các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm. Mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, đeo đuổi theo tài lợi, chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi. Vụ kiện của người quá bụa chẳng đến cùng chúng nó. Vậy nên Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng quyền năng của Israel phán như vậy:
Ôi, ta sẽ được thỏa lòng về kẻ đối địch ta và báo trả kẻ cừu thù ta. Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm tan sạch hết cáu cặn ngươi và bỏ hết chất pha của ngươi. Ta sẽ lập lại các quan xét của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc đầu. Rồi sau, người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa. Si-ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại đó thì được chuộc bởi sự công bình. Song những kẻ bạn nghịch và mắc tội sẽ cùng bị hủy diệt, còn kẻ bỏ Đức Giê-hô-va sẽ bị diệt vong. Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì những cây thông mình ưa, mắc cỡ vì những vườn mình đã chọn. Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá, như vườn không nước. Người mạnh sẽ như bã gai, việc làm của nó như đóm lửa, cả hai sẽ cùng nhau cháy, chẳng có ai dập tắt. Chương 2. Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt. Núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bây giờ, họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va. Thật, Chúa đã bỏ dân Ngài là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy tục phương Đông và bói khoa như người Philistin, lại giao ước với con cái dân ngoại. Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng. Xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. Xứ nó trang chứa những hình tượng. Họ thờ lại đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình. Vậy Chúa đừng tha họ. Ngươi khá vào nơi vần đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao. Nó sẽ bị hạ xuống, lại đến trên mọi cây bách cao lớn của Liban và mọi cây dẻ của Ba-san, cùng trên mọi núi cao, mọi đồi cả, trên mọi tháp cao và mọi vách thành vững bền, trên mọi tàu bè của Ta-rê-si và mọi vật chi đẹp mắt. Sự tự cao của loài người sẽ bị giằng xuống, và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Bây giờ, các thần tượng sẽ qua hết đi. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những thần tượng bằng bạc, bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lại, và vào trong hang đá, trong kẻ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Chớ cậy ở loài người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu. Chương 3. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ cất lấy chói và gậy khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ. Ngài sẽ cất lấy những người mạnh mẽ, chiến sĩ, quan xét, đấng tiên tri, thầy bói, trưởng lão, cai đội,
dòng quý phái, mưu sĩ, lương công và thuật sĩ. Ta sẽ ban cho họ những người trai trẻ làm quan trưởng và con nít sẽ cai trị họ. Dân sự hà hiếp nhau, người với người, lân cận với lân cận. Con nít lấn lướt kẻ già cả, người hèn hạ lấn lướt người tôn trọng. Khi một người sẽ bắt anh em mình tại nhà cha mà nói với rằng: ngươi có áo choàng, hãy làm đầu chúng ta, và sự bại hoại này hãy thuộc về dưới tay ngươi. Trong ngày đó, người kia lên tiếng đáp rằng: không, ta không làm thầy chữa lành, vì trong nhà ta không có bánh, cũng không có áo, chớ lập ta làm quan cai dân sự. Jerusalem phải nghiêng úp và Juda siêu đổ, vì lời nói việc làm của họ nghịch cùng Đức Giê-hô-va và trêu chọc con mắt của uy nghiêm Ngài. Bộ mặt họ làm chứng nghịch cùng mình, họ biêu tội rõ ràng như thành Sodom, chẳng giấu chút nào. Khốn thay cho linh hồn họ vì họ đã làm hại cho mình. Hãy rao cho kẻ công bình được phước, vì họ sẽ ăn trái của việc làm mình. Khốn cho kẻ hung ác, ắt mang họa, vì họ sẽ thâu lại việc tự tay mình làm ra. Dân ta bị con nít hà hiếp và đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối ngươi. Đức Giê-hô-va dấy lên đặng biện luận, Ngài đứng mà xét đoán các dân. Đức Giê-hô-va xét đoán các trưởng lão của dân Ngài với các quan trưởng nó. Ấy, chính các ngươi là kẻ đã nuốt vườn nho của cướp bóc kẻ nghèo đang ở trong nhà các ngươi. Các ngươi có ý gì mà đè ép dân ta, giày vò mặt kẻ nghèo khó? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: vì những con cái Si-ôn kiêu ngạo, ngóng cổ bước tới, liếc mắt trêu ngươi, vừa đi ổng ẹo, vừa khua động tiếng dưới chân, nên Chúa sẽ làm cho đỉnh đầu con gái Si-ôn đóng vải, và Đức Giê-hô-va sẽ lột chuồng chúng nó. Trong ngày đó, Chúa sẽ cất những vòng mắt cá họ trang sức đi, cái lưới và cái cài, hoa tai, xuyến và lúc, mão, chuyền mắt cá, nịt lưng, hợp hương và bùa đeo, cà rá và khoen đeo mũi, áo lễ, áo lá rộng, áo choàng, túi nhỏ, gương tay, vải mỏng, khăn bịt đầu và màn che mặt. Sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho, dây tói thay vì nịt lưng, đầu sói thay vì tóc quăng, bao gai quấn mình thay vì áo dài phấp phới, dấu phỏng thay vì sắc đẹp. Lính chiến ngươi sẽ ngã dưới gươm, những kẻ anh hùng ngươi sẽ bị tử trận. Các cửa nó sẽ than khóc và thảm sầu, nó vắng vẻ ngồi trên đất. Thi Thiên 40. Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng buồn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều, không thể sắp đặt trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ chay. Chúa đã xỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bây giờ tôi nói, này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Trong hội lớn, tôi đã truyền tin vui về sự công bình. Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó. Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi.
tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nào có dấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài. Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn. Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi, các gian ác tôi đã theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được. Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi. Lòng tôi đã thất kinh. Đức Giê-hô-va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mất cỡ và hổ thẹn cả. Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi, nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục. Các kẻ nói về tôi, ha ha, nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó. Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa. Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa hằng nói rằng, Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay. Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn. Dù vậy Chúa tưởng nhớ đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ trễ hoãn. Chương 15. Vậy chúng ta là kẻ mạnh, hãy gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích và nên gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng, lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có chép rằng, bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Lại có chép rằng, hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng, hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Ê-sai cũng nói rằng, từ cội rễ Giê-sê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại, dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Hỏi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạn dĩ mà viết thư nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ. Bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Như có chép rằng, những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em, nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Y-pha-nho được,
thì mong rằng sẽ tiện đàn ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi, thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Y-pha-nho. Tôi biết khi tôi sang với anh em thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Vậy hỏi anh em, nhờ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen. Chương 16. Tôi gửi gắm Phê-bê, người chị em chúng ta cho anh em, người làm nữ chấp sự của hội thánh Saint-Cœuré. Hãy ân cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với thánh đồ, và hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em, vì chính người đã giúp nhiều kẻ và cũng giúp tôi nữa. Hãy chào Perishin và Aquila, kẻ cùng làm việc với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ, là hai người liều chết để cứu sự sống tôi. Ấy chẳng những một mình tôi tạ ơn hai người, nhưng cả các hội thánh của dân ngoại nữa. Cũng hãy chào hội thánh nhóm tại nhà hai người. Hãy chào Ebinet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho Đấng Christ. Hãy chào Mary, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Antronike và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Ektachi, là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abele, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Narcissus, là những kẻ ở trong Chúa. Hãy chào Tryphener và Tryphoser, là hai người làm việc cho Chúa. Hãy chào Bercider, người rất thân với tôi và đã làm việc nhiều cho Chúa. Hãy chào Rufu, người được chọn của Chúa, và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi. Hãy chào Asincaric, Phlegon, Hecme, Batroba, Hecma và các anh em ở với họ. Hãy chào Philologer và Julie, Nere và chị người Olim, và hết thảy các thánh đồ ở với họ. Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy các hội thánh của Đấng Christ chào anh em. Hỏi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi, vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào vua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Sự anh em vâng phục thì ai ai cũng biết rồi. Vậy tôi vì anh em vui mừng, mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch đối với điều dữ. Đức Chúa Trời bình an sẽ kiếp dày đạp quỷ Satan dưới chân anh em. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu chúng ta ở cùng anh em. Timôthê, kẻ cùng làm việc với tôi, chào anh em. Lucius, Jason và Sosibate là bà con tôi cũng vậy. Tôi là Tẹt Tiêu, người chép bức thư này, chào thăm anh em trong Chúa.
Gai Úc là người tiếp đãi tôi cùng tiếp đãi cả hội thánh. Chào anh em. Erat, quan kho bạc thành phố, và Quaretu, người anh em chúng ta, cũng chào anh em nữa. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm, là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra, và theo lĩnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng. Amen. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.